công ty Dai Chi Life Việt Nam và toàn thể các anh chị tư vấn tài chính xuất sắc đến từ ba vùng miền Bắc Trung Nam đang tham dự chương trình lễ vinh danh năm 2017.
Xin chúc mừng anh Ngô Tuấn, FYP 2017 là 39 tỷ. Chúng ta hãy hướng về ngôi sao sáng của chúng ta, đó là chị Hoàng Trần Phương Thảo với 56,7 tỷ cho 2017. Đó là anh Võ Bảo Danh, CD quận 10 với tổng phí 329 tỷ. Xin chúc mời chị Nguyễn Thị Mỹ Nhi, thuộc CA quận 10 với FWB 2017 là 17 tỷ. Anh xin nồng nhiệt chào mừng quý vị đến với sự kiện Stars Night tinh hoa hội tụ của đại gia đình Daichi Light.
chàng trai xuống chờ, hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Đêm về trăng tỏa sáng khắp phương trời, gợi tình nụ tâm xuân phơi phới trong giấc mê đời. Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình, đường nở hoa trắng xanh vàng. Thank you.